Dạ Thùy Kim Khiết xin kính chào bà con cô bác. Dạ. Thùy Kim Khiết trang LTV đang đi cùng với đoàn của chị Ngọc Quyền đến thăm huyện này là xã Xuân Trường. Dạ xã Xuân Trường của Bảo Lạc. Thì ở Bảo Lạc này là cái huyện mà bị ảnh hưởng nặng nhất của đợt bão này bà con cô bác. Dạ, dạ. Cái đường đi hôm qua là tụi em có thông tin đó là nó đang bị sạt lở rất là nhiều, thành ra là cũng không có xe di chuyển vô. Hôm nay thì tụi em đã kiếm được một cái bác tài rất là cứng để anh đồng hành chở tụi em vào đây. Và trên cái đường đi vô xíu nữa là mình đi khoảng 15 cây nữa thôi là sẽ tới cái địa điểm mà sư phụ Khương Dừa đang hỗ trợ. 15 cây nữa hả? Dạ 15 cây nữa nên là thay vì là mình phải vô trỏng là mình quanh ra, nên là tụi em sẽ hỗ trợ trước cái nhà này và sau đó tụi em sẽ đi di chuyển vô trong mà đi xuống trong kia luôn. Dạ nên là mình sẽ thăm một cái nhà mà bị ảnh hưởng rất là nặng của trong bão, đó là bị sập nhà hoàn toàn luôn. Chị nghe nói là bị sập nhà nhưng mà hình như không có bị ảnh hưởng tới người, cho nên cũng nói chung cũng đỡ. Dạ. Nhưng mà em có nắm được là hoàn cảnh của hộ này như thế nào chưa? Dạ em chỉ biết là nhà bị ảnh hưởng nặng do chị có bão lũ thôi. Dạ. Rồi thôi mình đi vô mình. Dạ. Dạ. Sáng nay là tụi em 5 giờ sáng là đã đi rồi quý bà con. Dạ tại vì ở đây đẹp quá Trang ơi, em nhìn kìa Trang. Trời em thấy cái em thích cái sắc nước đó chị. Bình thường á ảnh kêu là nhìn nó thơ mộng như vậy đó, nhưng mà lúc mà bão lên đó là nó lên cao luôn cả cái bờ đê luôn. Lên tới đâu? Ảnh kêu là cao lên đến đây là chị, ngay chỗ cái cục điện của mình á. Ghê vậy hả? Qua đến cái cục đá đó đó. Cánh đồng lúa đẹp quá trời luôn, ruộng bậc thang. Chắc chưa có đến đồng lúa này đâu, chắc chưa tới mức này đâu. Đẹp quá à. Sáng nay là tụi em đi sớm, 5 giờ sáng là đi, để chạy đi vô đây là khoảng 3 tiếng ha, 3 tiếng. Bây giờ chị bước chân mà cảm giác chưa vững hả Trang? Thiệt, nãy chị Huy đi giống như cảm giác là còn đang đi trên mây á bà con cô bác. Trời ơi, nãy giờ đi cái đường tháp 15 tầng, nó quay vòng vòng vậy nè, bây giờ cái đầu chị nó cũng quay y chang vậy luôn. Chị có ngủ không hay là chị thức? Vậy không ngủ được phải không? Không ngủ được, nhưng mà chị nhắm mắt chị để đó rồi chứ chị không dám mở ra luôn. Nghe mọi người nói gì nghe hết đó, mà mở mắt ra là cảm giác nó chóng mặt. Trời ơi, nên nhắm mắt nằm đó luôn. Chị Huy là bị chóng mặt á, trộm vía là hơn là chưa có bị ói ra thôi. Là đúng đỡ rồi. Là đỡ, chứ ói ra là sẽ mệt dữ lắm. Mà vô cảnh đẹp quá. Quá đẹp luôn. Trời ơi. Mình vừa được đi thăm bà con ha, mà mình cũng được ngắm cảnh ké, được biết thêm một cái vẻ đẹp của xã Xuân Trường ở chợ Bảo Lạc nữa. Quá đẹp. Không khí hôm nay mình đi cũng trong lành ha, mát mẻ ha, mình đi sớm là nó mát. Phía trước có cái ruộng ngô đẹp quá kìa, làm ruộng bậc thang nữa chứ. Ồ, cảnh ở đây đẹp thiệt luôn á, phải nói là quá đẹp luôn á. Nhưng mà cái lúc mình đi vô ha, những cái đoạn sạt lở nó rất là nặng mà em thấy, nhưng mà em cũng sợ em say xe, ra em vừa thấy em tí sạt dữ lắm hả? Sạt dữ lắm. Chị đâu có dám mở mắt ra đâu mà thấy. Cái xong cái em nhắm mắt lại liền, em thấy cậu ba thức cả đường luôn, cậu ba quay lại cái cảnh đó. Phải ghi lại những cái cảnh đó để chèn vô clip để bà con thấy cái đường đi của mình nó đẹp như thế nào. Đây là có cây chuối nè, trái bắp nè. Ôi, lúa đẹp quá trời luôn á. Hồi đó giờ chị mới tận mắt thấy được ruộng bậc thang vậy Trang. Trước giờ toàn là thấy trên TV không à. Bây giờ mới nhìn thấy trước mắt mình luôn nè. Nó có từng bậc đã ghê không? Nhìn thanh tươi ha, trộm vía là bão lũ nhưng mà không có ảnh hưởng đến cái khúc ở trên này. Nó không có lên tới được trên này. Trên này cao, trên núi mà. Nay hơn lắm là có anh Sơn mà bánh tráng tự nhiên đi chung nè. Rồi trên xe là ảnh mang bánh tráng ra, bánh tráng muối ha. Trời ơi, cứu cả đoàn luôn. Cái nhà dễ thương quá à. Khói bốc lên nhẹ kìa, dễ thương ghê không? Nhà này quay mấy cái MV rồi chị gì mà cô ba có ô. Chị nghe nói cái bộ phim mà đang hot hiện giờ Trang, em có coi phim đó không? Có hai bạn diễn viên là cái gì Bao với Bu với Chảy, bộ phim gì đi giữa trời rực rỡ á. Nghe nói là quay trên này. Ôi, cảnh trong phim đó nó đẹp dữ lắm luôn, chị coi mà chị còn mê mà. Giờ cô ba quay lại quay một vòng từ từ thôi, bà con cô bác xem cảnh đó. Ôi đẹp quá. Trời xé ra đường giữa kìa. Hay ha. Đẹp quá à. Quá đẹp, trời ơi. Bà con cô bác không biết nghe được không? Ở đây là đây có tiếng gió nè. Rồi xong rồi tiếng của dòng suối chảy nè. Đó. Hoàn cảnh này là mình sẽ vô để mình xem và mình hỗ trợ cho trong gia đình nó xây nhà mới, cho nên là không biết là có lẽ là tình trạng sập nghiêm trọng lắm. Ồ, nãy mình thấy ở trên kia là đang cao ha, hèn chi là bây giờ đi xuống dưới nè, thấp nè. Giống y như cái nhà hôm bữa cái anh gì mình vô ha, lúc mình đi thì là lên cao xong tự nhiên đi xuống thấp hay là thấp mà nó nằm tuốt ở trong luôn. Bây giờ là đang đi xuống dốc của chú anh chị. Mà cũng tính ra là cũng may á Trang. Tự nhiên giữa đường anh Khương gọi kêu mình ghé vô mình trao quà cho nhà này luôn. Chứ nếu mà đi thêm mười mấy cây thẳng lên tới trển lạng ngoạn chị ói thiệt. Được bước xuống đây ngắm cảnh một hồi. Nó đỡ hơn, đỡ hơn. Ủa coi dòng suối kìa, đẹp quá. Quá đẹp luôn. Ủa chị Hà ở đâu ra vậy? Nãy giờ tưởng bà đi trước. Bà gì quay qua lấy đồ. Ôi đã quá vậy. Dạ. Chỗ này đó nhờ bà con đã dọn rồi đó chứ không thôi bùi hết, không có đường đi qua cầu luôn. Ủa vậy hả chị? Xóm thì dọn hết. Dọn quét đi cái rác này, cắt cái cây này thì mới qua được. Trời ơi đẹp quá hả? Trước nó vùi. À là lúc mà bão lũ là bão lũ là nó lấp chỗ này hết, các cây que nó bị lấp đất cả trên. Không qua được mà. Mới 2 ngày đấy thôi đó. Dạ. Nước suối trong vắt luôn. Nước suối là chắc sạch hả chị Huyền? Nước trên đầu nguồn thì còn sạch. Không biết có đẹp. Cả những cái gì đi ngang á. Dạ. Hư hết chỗ này mà. Hiện cái lề cầu là hư hết luôn. Cái cây này nó gãy cầu luôn. Nó gãy luôn cái thành cầu rồi. Dạ. Một cái chị Thùy, với cái cây sập luôn rồi chị Thùy. Cây lớn cái cây nó trôi ở đầu tới á, phải không? Là nó ngã, nó trôi đầu tới á, rồi nó dính ở đây nè. Nó đụng vô, nó dính vô thằng cầu nó nằm đó luôn. Dạ. Xã Xuân Trường của chúng ta đó là một xã cửa lúa của cả cái huyện Bảo Lạc rồi đấy. Ủa vậy hả? Là chị mới thấy lúa không đẹp quá nè. Dạ. Thì mới hỏi nước thơm Xuân Trường đấy. Dạ. Lúa thơm Xuân Trường ha anh. À. Lúa nếp hương nha. Lúa thơm Xuân Trường đấy. Lúa nếp hương. Trời ơi. Có thương hiệu đấy. Trời ơi chị Mây ăn gạo nếp hương lắm, cái chuyện này là về Xuân Trường ở luôn quá. Hôm qua là chị Mê ở thành phố Cao Bằng rồi giờ chị Mê ở Xuân Trường. Đó lúa một đầu rồi nè chị Huy Hạnh, nó bị gặt rồi. Nước suối trong đây thì nó lại đỏ, nó không có trong như ở ngoài kia. Ô cái nhà này cũng nằm heo hút ở trong ha. Cũng may mà mấy chị địa phương biết hết chứ sao mà mình biết được. Mình thấy đẹp thì đẹp vậy thôi chứ giờ bình thường di chuyển cũng hơi cực á. Dạ. Nhưng mà giờ anh mà kiểu như mỗi lần mà ăn uống hay là có việc thuốc men bệnh tật gì đâu có chạy ra kịp. Ở sâu trong này mà. Ôi đẹp quá, cái gì cũng đẹp hết trơn vậy. Ngay cả cỏ lao, cỏ cũng thấy đẹp nữa. Có những cái bông hoa nè. Cỏ tím đâu rồi em thấy. Trời ơi bứt không có được. Cỏ này trong mình nó gọi là cỏ đuôi chó. Đây chị Thùy muốn không? Hoa thì dễ thương quá ha. Dễ thương không? Chị không biết tên của nó nhưng mà cái này chị biết nè. Ôi có hoa mà về nữa. Em biết hoa này không? Em không biết tên nha. Hoa xuyến chi. Xuyến chi hả chị? Ừ. Nó có cả một câu chuyện luôn á. Vậy hả chị, kể em câu chuyện này đi. Chị chỉ nhớ mang máng là cái nàng đó tên là Xuyến Chi nhưng mà không có được đẹp. Rồi cái bị người yêu phụ bạc. Kiểu vậy đó chứ chị. Trời đã quá vậy chị Hà. Em cũng muốn nữa, chụp giùm tấm cậu ba. Dựng ra được đủ đắt loại lúa. Đây là lúa tẻ thấp hơn với bà con nhé. Còn ui đã quá à. Ui, lúa tẻ rồi. Wow. Rất là đẹp. Cái nếp hương là 7 tháng. Còn lúa tẻ. Lúa tẻ đây nó ngắn này chứ. Cái nào là nếp hương anh? Nếp hương là cao đó đó hả? Lúa tẻ rồi thôi. Ủa lúa mà cao vậy hả? Cấy được một vụ thôi chị ạ. Không được 2 vụ, không được 3 vụ như ở chỗ khác. Đấy là khí hậu nó lạnh, nó mát. Thì trồng được một vụ thôi. tất cả các lúa thì cũng trồng được. Tức là toàn bộ lúa này là cấy hết hả? Vâng, cấy bằng tay hết. Bằng tay hết. À. Không gieo xạ đâu. Nó chỉ trên địa bàn là toàn cấy. Lúa gì mà cao dữ vậy trời. Là cái lúa này lúa tẻ là lúa cao, lúa đế phương là lúa thấp. Còn lúa cao dễ sợ không? Mình đi mình mới biết được mấy cái thông tin này chứ ha. Cái hạt này nhìn giống như lúa mạch vậy đó. Nè. Nhìn là giống như mấy cái bông lúa mạch. Nó dẹp dẹp. Chứ nó không có giống hột lúa trong mình. Cái này gọi là lúa tẻ bà con cô bác. Còn cái tròn do ú nụ dưới đây nè là lúa nếp. Ảnh kêu là lúa là thấp hơn hay là lúa nếp? Cao là tẻ, thấp là nếp. Nhớ nha, hết cái chuyến đi mình sẽ khảo bài nha. Mỗi năm một mùa. Ba mùa. Cả năm. Dạ. Thường một mùa. Một vụ về là mấy tháng anh? Lúa mình trồng mấy tháng là thu hoạch? 4 tháng. Công nhận luôn hai đường mà đi vô trong nhà anh đó là như thước phim vậy. Là mình đứng đây mình nhìn thấy cái nhà của trong này cũng thấy đẹp nữa. Đường đi vô thì rất đẹp. Cái này mình bay lại cam được không anh? Chắc được chứ. Vậy lát em bay một chút. Dạ. Hiện lát lấy lại cam bay xíu. Đẹp quá. Dạ. Rồi ai đâu nhờ. Có bác Tài. Để được, anh ngỡ thứ lên tài xế. Bao nhiêu số? Em không có số không tài xế. Dạ, em không có. Ý là nó bao nhiêu có số, em đâu có số đâu. Xe thì không cần giữ đâu. Cái khu này thì là đất nó còn ướt nè. Tính nào cũng xa chứ, nãy giờ mình đi cũng xa, lâu rồi đó. Xa chứ. Vô đây sao anh biết được anh đi. Nhưng mà càng ngày nó càng heo hút ha. Không thấy có nhà nào hết đó. Thành ra đúng là chỉ có dân địa phương mấy anh chị mới biết được thôi chứ. Mình mở xa tới mình muốn giúp cũng không biết những cái hoàn cảnh này để mình giúp cho nó đúng. Đâu biết đường đâu mà vô. Nhìn này nhớ sự tích nàng út ống tre quá. Rồi là tiếp tục một câu chuyện, hãy kể em nào. Đừng nói nàng út ống tre em biết chứ. Không biết thiệt. Ủa thiệt hả? Dạ. Yeah. Thì người ta ngày xưa có câu chuyện là có một cái cô gái chỉ nhỏ bằng ngón tay út thôi nè. Dạ. Yeah. Cái ba mẹ của cổ hay má ngại với hàng xóm quá nên đem cổ vô trong rừng á, đặt đốn một cây tre vậy nè để làm nhà. Để cho cô ở trong đó. Ủa? Sao tự nhiên cái xa lánh con mình nữa vậy? Ừ, tại vì nhỏ quá bằng có ngón tay út à. Cho nên người ta kỳ thị. Dạ. Nhưng mà để ở đó nhưng mà vẫn đi thăm nôm đàng hoàng chứ không phải bỏ luôn. Dạ. Cái bữa đó cô đó cũng gặp được hoàng tử. Dạ. Hoàng tử này đi cẩn thận nha mọi người. Dạ, cái đường nó hơi nhỏ mà ở dưới này lại là thác nước nữa. Vậy thì đi ở trong á, vậy thì đi ngoài coi chừng nó đây. Nghe hoàng tử mới đem cô đó về, đem về hoàng cung cưới làm vợ. Nhưng mà sau đó tự nhiên... nhỏ như ống tre không? Không, hoàng tử lớn. Hoàng tử bình thường đúng không? Nhưng mà cô đó thật ra là tiên chứ không phải là người. Nói chung là sự cổ tích. Cho nên nó cũng không có... Nó cũng không có bình thường. Nè, chị Ngọc Huyền đang đi ở trên. Dạ, mà đường đi nó đang hơi ướt nên là đang đỡ chị. Chị Quyền đi hơi vất vả rồi. Cẩn thận nha Trang. Dạ. Đường chỗ này đi hơi khó bà con cô bác. Đi. Dạ, không sao. Quá đi trời rồi. Dạ. Mang mấy cái này là để đi để cho nó ưng nước mà. Tôi ướt hẳn luôn. Dạ. Đi là lên tôi. Ba bữa nay trời nắng đó, thôi là mình phải đi ủng rồi đó. Dạ. Có dán vợ nữa vậy. Đường càng vô sâu càng khó đi. Dạ. Hội tính là bình thường cái anh trong dây anh di chuyển ra đây khó khăn quá. Mỗi lần muốn đi đâu chắc cực lắm. Ủa cái này nếu mà không bị về xe máy chạy được không anh? Xe máy đi. Wow. Xe máy đi được. Dạ. Xe máy đi lại. Nhưng mà cái đường này nó cũng gập ghềnh, nó cũng có phẳng nữa. Đúng rồi. Xe máy đi cũng khó khăn đó chứ. Nói chứ gì cũng khó khăn. Bây giờ chỉ có một nhà ở trên này thì nói như thì hỗ trợ chi không thì còn lấy vật liệu nhiều lắm. Dạ. Có một nhà thôi hả anh? Vâng. Trên này có một nhà. Trời ơi. Sao em nói là còn một chỗ nào nữa? Ủa chỗ nhà đó hả? Dạ anh. Dạ. Ủa anh ở đây với ai anh? Anh gia đình anh cái này rồi. Cả gia đình. Dạ. Mà hồi xưa cái nhà này là anh xây tuốt ở trong này luôn hả anh? Nhà sàn. Nhà gỗ. Nhà sàn 7 gian đấy. À. Mái âm dương đấy. Ừ. Nhà xây không làm việc, xa quá. Trời ơi, bình thường di chuyển cũng xa quá ha. Dạ. Ông bà cô chú nãy giờ xem cái clip từ đầu là thấy cái đường đi vô rồi đó. là từ đầu phải đi vô biết bao nhiêu cây như vậy mà chưa tới nhà anh nữa. Cô đoàn nào vào trực tiếp đây không? Chưa có bên Mạnh Thường Quân nào mà biết đến mà tới tận trực tiếp vô à. Không biết đường đi đâu, nếu không có người dẫn không biết đường đi đâu. Đi không biết đường. Thật sự là càng ngày càng khó đi bà con cô bác. Vậy đó mà ảnh sống ở đây. Anh đi di chuyển mỗi ngày. Anh ở đây thì mình làm chắc là cũng là làm trồng trọt phải không anh? Vâng. Dạ. Anh mặc đồ này là anh làm dân quân hả? Anh mặc đồ này là anh làm dân quân hả? Quần áo lao động hả? Dạ. À. Bây giờ không làm rồi. À hồi xưa có làm. Chưa làm một tí. Dạ. Có làm một tí. Hết tuổi rồi. Cái này chắc mỗi lần mà anh đi ra ngoài mà mua lương thực đó là anh đi một lần cái anh mua hết thì còn nhiều vậy chứ không? Dạ. Mỗi lần đi xe thì trở về. Dạ. Nắng 3 ngày rồi mình đi mới được vậy đó. Còn ngay mà cái hôm lũ mà mình là mình thôi rồi, mình bơi rồi. Dạ. Đường khó đi quá. Rất là trơn trợt luôn đó bà con cô bác. À, tới rồi. Wow, tới nhà anh rồi nè. Ôi, cái bụi tre gì mà nhìn tốt dễ sợ. Mấy cái chuồng trại không đi. Cái này cái là cái trại thôi hả? Trại để đựng rơm. Trại để đựng rơm ha. Đựng rơm chăn châu bò ấy. À. Lên tới đây là bắt đầu thấy mệt rồi đó bà con cô bác. Dạ hồi nãy là chóng mặt là bởi vì say xe, còn bây giờ là thấy hơi chóng mặt bởi vì lội bộ. Ôi cái cây gì đẹp quá vậy? Đó là trái gì vậy anh? Ăn được không anh? Được mà, nhưng mà cái này chóp cái... Má cọp hả? Má cọp. Trời ơi, mệt quá. Đây chị mới là cái chỗ để anh chăn nuôi hay đó, chưa tới nhà của anh. Chưa tới hả? Bây giờ mình quay ra mà nhìn cái khúc ở đằng sau nãy mình đi à. Đó là một cái khúc dài luôn á. Bởi chị bắt đầu thấy chóng mặt rồi mà. Mình đi mình không thấy, chứ còn lúc mà mình quay lại mình nhìn mình thấy cái đoạn đường nó đi nó cũng xa dữ dằn á. Hay thiệt chứ. Anh chọn ở trong này anh sống thì ăn thử cái này kìa bé Trang. Có ai ăn thử trước chưa chị? Ảnh nó ăn được mà. Vậy hả? Cái mắc cọp ăn được nhưng mà nó bị chua. Vậy hả? Đâu chị Hà hái thử vậy hả? Em là chủ hả? Chào em. Em tên gì? Hái cho đẹp. Chào Sơn. Thương quá. Ôi. Chị Quyền ơi. Giống như trái lê. Thử không? Giống như trái lê. Đưa cho chị thử đi, ăn được. Cái bên kia nó mới ngon, còn cái này nữa không có ngon. Đã giờ mọi người là phụ là đẹp. Chị Huy, nhà là ở đây nè. Thử đi, nhà ở đây nè. Dạ. Ăn Sơn. Vậy hả? Mà ngon hơn. Vậy mình đi thử qua đó đi. Có tiền té rồi chị phải bước xuống đây nè. Nhà ở đâu anh? À. À, là nước nó chảy từ đây xuống. Cây này là cây này gia đình trồng mà, vườn nhà mà. Vườn nhà ở đây. Ăn cũng được chứ sao chát quá vậy ta. Tên đó là cây gì anh? Em có vợ con. Cây này chả biết cái mắt cọp gì đó. Đây là mắt cọp đấy. Má cọp. Trời ơi, nó chát. Nó như trái lê vậy mà chát. Giờ mình nhìn lại mình không biết đây là đã có cái nhà ở đây luôn hả? Ăn cũng được Trang. Thật ra ngọt. Anh có muối luôn hả? Đi chung với trời nhiên xịn quá vậy. Có muối luôn hả? Dữ. Trời bánh tráng. Bánh tráng nó bán 50.000 bịch. Đây, muối ngũ vị nha. Muối nhất vị. Ăn ngon quá, lá hái hết cây vậy luôn. Anh Sơn ơi, chụp hình với em. Ngon quá. Hơi à. Em tin anh luôn hả? Cây dữ rồi đây. Cắn luôn hả chị? Ừ. Từ hồi em ấy răng rồi giờ mới là cắn á. Nó như trái lê vậy bà con cô bác. Đúng rồi, y hệt trái lê vậy đó. Chua. Bỏ muối vô là hết à. Đây ở dưới nó mới ngọt. Hơi chát chát, nó hơi chát chát à. Hơi chát chát. Nhưng mà cũng ngon. Đó, giờ chị nhìn đây chị có biết rằng đã từng có một căn nhà đây không? Nó nằm ngay trên cái đường nước chảy ha. Nó nằm đúng cái đường nước. Ngay đường nước chảy luôn, cho nên nó bay luôn cái nhà đi luôn. Có nước dừa, có muối vô ăn không? Hay bị muối mà. Sạt lở mất tiêu nhà luôn các em. Trong bản đồ chị coi nè. Còn cái nhà bây giờ mất tiêu nhà luôn rồi. Ở đây hả chị? Trong bản đồ cũ của mình á vẫn còn cái nhà. Bây giờ là Quân mở cho chị ra coi, bây giờ thì mình mất rồi, nhưng mà bản đồ cũ còn nhà. Mà cũ mà trên internet như vẫn còn nhà nha. Đây nè, đây nè. Thấy không? Là nó sạt lở đây nè. Nó sạt lở là từ chỗ này luôn. Từ chỗ trên này luôn. Có một cái đường dài luôn. Nó dài xuống luôn. Bây giờ có hai cái căn chuẩn bị sạt lở ngay trên này nè. Hai căn này nó sạt lở bên dưới, bên kia nó nứt rồi. Nó nứt rồi. Đây có hai cái nhà này giờ đã đi rồi. Đi giờ rồi, cho dân đi rồi. Đâu kéo lên thử rồi thấy cái nhà hồi trước mình. Có thấy cái nhà trước nè. Xa ha. Điểm đâu rồi? Hồi nãy Quân mở cho chị xa lắm. Sao mở cái này là cái gì ăn được không? Được chị, hơi chát. Cây bên kia nó ngọt hơn, ngon hơn. À đúng rồi, cây bên kia ngọt hơn kìa. Nhà cái nhà nguyên ngôi nhà kìa. Dạ. Có cái nhà nè. Cái nhà dễ thương nè. Mà bây giờ không còn cái gì luôn. Giờ mình nhìn là mình không thấy gì luôn á. Không biết có nhà luôn. Cẩn thận lắm nha Sơn. Nhưng mà nhà đây là ngay cái chỗ cái dòng nước xuống luôn á. Nhà là ngay từ đây. Dạ. Mày ngồi âm dương. Thế nhà từ đây đi sang kia. Rộng ha, cũng rộng ha. Từ đây đến rộng mà cái nhà. Màu xanh đi nước biển luôn. Vâng, cái nhà sàn chết rồi, Sơn là nó Sơn lúng rồi kìa. Rộng. Cái nhà này là rộng 160 mét vuông. Thường cái nhà như nhà sàn này chứ. Rồi gia đình anh là anh sống mấy người anh? 5 người, cả bà nữa, 5 người. Bà với ai nữa anh? Hai vợ chồng, hai đứa con. Hai vợ chồng, hai đứa con. Rồi cái lúc sập nhà là cả gia đình mình đang ở đâu? Lúc đấy là may mà vợ con là đi xuống nhà bà ngoại, xong là kiểu hôm đầu đấy là mưa to quá là cũng đi xuống dưới nhà bà ngoại, xong là nước lũ nhiều quá là không qua cầu được. Là tôi hôm đấy là ngủ rồi quá trời lúng luôn. Tối hôm đó là sâu rồi nha, sâu qua đằng sâu thôi. Tối hôm đó là ngủ ở đâu anh? Ngủ nhà bà ngoại. Còn bà của anh? Còn bà là xuống trong nhà rồi em trai. Nói chung là bữa đó không có ai ở nhà hết. Rồi tối hôm đấy không có ai ở nhà, nhưng mà cái này là nó cũng chủ yếu là hôm sau là mới sập. Nói chung là mình biết trước là mưa nên mình đã đi trước rồi, nên cũng may. Sập ban ngày. Mọi người đi rất cẩn thận, nhưng tại vì đây sập là có đinh đồ. Đất nó nhiều lắm nha, lên một lớp cao vậy đó. Vâng, nó lúc đầu cái nhà trôi đi là bao nhiêu đất nó ùn về, nó đẩy nó lên cao, xong rồi nó mới đẩy cái nhà này, trôi xuống dưới, cả cây cột các thứ trôi xuống dưới ruộng kia hết mà. Rồi gia đình mình, công việc chính của gia đình mình là làm gì vậy anh? Như em bây giờ là cũng chỉ là lao động, chăn nuôi, làm ruộng các thứ ở đây. Ở đây là làm ruộng là chính. Làm ruộng là chính, xong là mình có đất ở đây là đồi núi nó rộng là coi là mình chăn nuôi ở đây được. Chăn nuôi ở đây được. Thì mình thường chăn nuôi gì vậy em? Lợn, gà, trâu bò các thứ vậy. Mất hết luôn rồi hả? Vâng, mất hết. Ủa là trước là lũ nó cuốn nó đi hết luôn. Vâng, cuốn chứ cả dê cả ấy là cả lợn là nó cũng cuốn đi, xong là một số là nó lấp. Nó lấp luôn. Lấp luôn. Cuốn đi là lấp luôn, là mấy con thú vật nó chết hết. Anh nếu như mà tính ra trong cái chỗ này đi anh thì hôm bữa nước lũ nó vô đến đâu được ạ? Cái này là nó chỉ nó chảy từ trên xuống. Nó chảy theo dòng thôi. Cho nên là cái nhà này của mình lại được. Không phải ngập. Này trên cao mà. Cái nhà có coi clip của cái làng nú không? Nước từ trên cao đổ xuống nó cuốn hết đi đó, là cũng giống như vậy đó. Bởi vì cái này là cái trên đồi kia là nó sạt lở, là bởi vì là mưa lâu ngày quá là nó ngấm thành nước rồi, xong là cái đất nó sạt lở nó tan thành nước về, nó mới nhiều như này thôi mà. Còn cái này là hàng bao nhiêu đời về đây là không có cái trường hợp nước tràn vào đây bao giờ đâu mà. Trường học Hồng đây. Anh làm được bao nhiêu mẫu ruộng? Cái này là tính theo trên này là riêng cái chỗ này là của anh là cũng hơn 4.000 mét vuông. Hơn 4.000 mét vuông là tầm khoảng 4 công ở dưới mình. Tầm khoảng 4 công. Ủa vậy hai đứa con anh bao nhiêu tuổi ha? Đứa lớn là năm nay cũng vào 12 rồi. Vậy nói chung còn đi học hết. Vâng, còn đứa bé năm nay mới bắt đầu đi mầm non, vừa có 2 tuổi. Vậy bà xã anh đang làm công việc gì? Bà xã cũng đang tộc tề ở trên Ủy ban Hồng An. Là làm cán bộ. Vâng. Coi như hai vợ chồng nuôi hai đứa con còn nhỏ đi học. Nhà thì có 4 công ruộng. Với chăn nuôi, nhưng mà chăn nuôi bây giờ là nó mất bị hết mất hết rồi, cuốn đi hết rồi. Mất hết đi. Nhưng mà cũng may là hôm đó nhà anh cũng biết tin nên là cũng đi dọn đi trước. Đi trước rồi. Chứ còn đúng là trong cái khu này mà không biết sao chạy luôn. Đúng rồi đó, nó cuốn eo giờ mà ở ngoài mà có chạy vô cũng chạy không kịp. Không kịp. Không biết đường nữa. Mà may mà hôm sau trời sáng nó mới xuống, còn ban đêm thì còn mình còn khó tính hơn. Yeah. Nói chung bà con có thông tin trước rồi nên đã chuẩn bị từ trước, nhưng mà nhà thì đâu có dời được, bắt buộc phải chịu rồi. Đúng rồi. Không có tiệm mạng, chỉ có tiệm xã. Hồi nãy Xuân Trường, phó chủ tịch ủy ban xã có nói với chị đó là nói chung là được biết tin bão sớm nên là ủy ban đã dời dân hết rồi. Chỉ nói thật sự là thiệt hại nặng về kinh tế, về vật chất, nhưng mà mình vẫn bảo tồn được sinh mạng cho toàn thể tất cả quý bà con ở những cái vùng này cũng như là những cái vùng lân cận. Nên đó cũng may mắn, điều là may mắn. Cũng ở trên mất tất cả, chỉ giữ lại còn sinh mạng thì mình có thể làm lại được tất cả. Xã Xuân Trường của mình là có bị ảnh hưởng đến tính mạng người dân không anh? Có không? Có toàn bộ là không bị hết. Vậy là quá mừng. Vậy là quá tốt rồi. Nhận được văn bản của viện khẩn của cấp trên mình gửi cho các trưởng thôn rồi chỉ đạo cho các bà con. Dạ. Bây giờ sớm để tránh sự đáng tiếc. Dạ. Bắt tay nãy giờ bắt tay mà quên hỏi tên. Em tên Thọ. Thọ. Dạ. Anh là chức vụ như thế nào? Phó chủ tịch hội đồng nhân dân. Phó chủ tịch xã. Xóm này. Dạ. Xóm này phân công phụ trách ở xóm này. Rồi dưới mấy cái tình hình là nhà bị sập như vậy thì bên xã mình có hỗ trợ người dân xây nhà gì không anh? Xã thì cũng hiện nay thì cũng đang cũng theo cái nguồn phân bổ thì xã chưa có gì đâu. Chưa có gì hết. Còn nguồn vốn kinh phí của cấp trên trợ. Mà nhà sập hoàn toàn rồi, giờ những người mà mất nhà như vậy là trong những ngày tới vậy không biết là sống như thế nào ha. Nhưng mà hiện giờ chắc là mấy anh chị với gia đình anh cũng đang ở bên xã rồi. Làm cái biên bản gửi lên cấp trên rồi. Dạ. Theo cấp trên ngân sách của nhà nước phân bổ về phần nào thì hỗ trợ được phần đấy. Ủa anh Sơn giờ gia đình anh Sơn đang ở đâu anh Sơn? Đang ở bên nhà bà. Ở bên bà ngoại, cũng may là còn bà ngoại ở phía dưới, chứ còn không thôi là khỏi có chỗ luôn. Trước đó là đã về nhà bà ngoại ở rồi. Cũng như còn hôm qua mình đi có mấy người là phải nói về ở ủy ban xã. Dạ đúng rồi. Chứ đâu có chỗ đâu mà ở. Dạ. Nhưng mà nhà bà ngoại thì không sao đúng không? Di rời thì một số ở nhà anh em, một số thì ở nhà văn hóa xóm. Nhà văn hóa sớm ở nhà trường. Nhà ngoại là đâu sao đó anh? Đúng ở gần trên ủy ban. Nhưng mà ổn không anh? Ổn. Dạ. Kịp thời. Ở vùng thấp khi chỉ sợ ngập úng. Quanh này là tìm cái địa hình di rời nó hơi khó. Đúng rồi, khó. Dốc quá. Khó khăn. Chỗ xây dựng nhà ở. Nếu làm mới thì cũng làm ở trên. Nằm trên này chứ còn dưới đó ngay như đường nước chảy. Mới là mình sẽ làm số bên dưới này. Chỗ khác. Nhưng mà nhà ở đây làm nhà cũng cực lắm á. Cái chỗ hủng đó phải không em? Cái chỗ hủng đó. Quên Sơn cho chị hỏi, cái này ngày xưa là cái chòi này là cái gì? Cái dưới này là em chủ yếu là biết cái rơm này. Rơm chăn sâu bồ ấy. À. Đó là bên dưới này. Nó nằm ở phía trên cho nên là không bị sạt đi. Cái này nhà tránh của mình phải sạt. Để đến nằm ngay cái hướng đi luôn. Hướng nước. Tại vì nhà thường sẽ ở cái chỗ bằng phẳng. Mà bằng phẳng nước nó đổ xuống là nó lựa ngay những nơi như vậy không à. Nhà ở khu như vậy nhìn đẹp chị Quyền ha. Nhìn thì đẹp nhưng mà nguy hiểm. Rồi cái đường vô là giống chị như thì là... thấy ban ngày đó là chị lại thích ở những nơi như vậy. Dạ. Ban đêm thì chị sợ ma. Đúng rồi. Ở đây mà mình sợ thiệt đó. Bà con mình thì ở đâu quen rồi. Dạ. Mình là dân thành thị mà. Mình mỗi lần về quê là chị rất thích luôn. Ngày xưa chị về quê với bà ngoại chị đó. Dạ. Tại chị mới vừa đó lúc mà đi với Quân lên đây nè, tâm sự bà ngoại chị xưa là dân làm ruộng mà. Dạ. Ở Đà Nẵng, ở ngay Điện Bàn đó, Điện Bàn, Điện Thắng, Quảng Nam, Đà Nẵng đó. Lần bà ngoại chị là có mấy thửa ruộng mà đó, là bà ngoại còn dẫn chị ra ruộng, bà ngoại làm thôi chứ chị không có làm. Mà sau đó là ngoại lớn rồi, cái mẹ nói ngoại thôi cho bà con đó, mấy cậu họ dưới quê đó, rồi xong là ngoại lên thành phố với chị với mẹ luôn. Cái đó chị về Đà Nẵng là chị đi với bà ngoại và vui lắm, có biết khỉ gì đâu, làm đi theo pháo thôi, nhỏ mà. Cho nên chị thích lắm, nhưng mà buổi ở đó xong cái buổi tối là nói ngoại phải trở về Đà Nẵng. Dạ. Họ không ở trong quê. Sợ. Cái này mà tưởng tượng chở ra chùa Châu Phong á, sư nữ á, chùa của sư bà chị đó là ở đó. Ủa anh ở đây rồi bình thường nước nôi anh sử dụng như thế nào? Con cái nước nôi là cái nước này là nó có cái nước khe, cái mỏ ra. À vậy hả? Thì mình lấy vòi đi bắt. Nó rất sạch. Oh, rất là sạch luôn. Hay quá hả? Không phải xử lý gì cả. Nhưng mà nó có nhiều không anh? Ủa là nó ở đâu anh hả? Nó chảy tự nhiên mà. Những cái khe nước. Dạ. Chứ em thấy ở đây đi lấy nước cả vấn đề luôn á. Chứ em nghĩ mà chạy ra ngoài lấy chắc chạy vô đây. Mà hình như chị nghe có tiếng nước chảy. Lấy nước chảy vô đây. Em xuống đây này. Cái đây mình vô thấy. Dùng tốt. Dạ. Môi trường là sạch sẽ luôn. Cái bên này là nó trên này nước nó sạch hơn. Rồi bây giờ mà đứng hồi xưa đây nguyên cái con nhà ha, giờ đứng đây nhìn lại chỉ còn có bãi đất không rồi, buồn chứ. Bây giờ nhìn cái bãi đất. Nãy giờ thấy Sơn đứng mà cứ rưng rưng kể cho tụi mình nghe mà cứ rưng rưng nức nở trong lòng. Bản thân mình mà mình còn thấy xót xa. Lúc mà Quân đưa cho chị cái địa hình đó ở trên internet đến bây giờ vẫn còn cái nhà của Sơn ở đó mà. Nhà rất là đẹp nha. Em thấy một ngôi nhà và cái xung quanh có ruộng bậc thang đi xuống đó, nhìn rất là dễ thương luôn. Bây giờ nó chỉ còn đúng là rồi, một cái sự đổ nát hoang tàn. Thôi bây giờ mấy chị em mình chung tay rồi chia sẻ, xong rồi mình còn đi nơi khác nữa chứ không có thời gian nhiều. Ở trên kia anh Khương đang đợi chị em mình đứng đây tới. Đúng rồi, không được chị mình phải đi nhanh lên. Để xíu nữa em gọi nha, để xíu. Nếu đi xã nào thì em chỉ đường đi nó. Đúng rồi, vâng. Bây giờ xuống dưới đó không biết luôn, bây giờ xuống dưới đó thì bắt đầu là mình đi tiếp tục. Bây giờ mình chia sẻ giờ sao mấy chị em mình thống nhất như thế nào, mình gửi tiền hỗ trợ cho ảnh xây nhà đi chị ha, giống như ban đầu mình tính là mình hỗ trợ tiền xây nhà là 40 triệu. Dạ. Như hoàn cảnh ảnh là ảnh phải xây nhà mới là hết trơn rồi, nên mình mà cái đó cũng không có đủ, thật ra là chỉ hỗ trợ được phần nào thôi. Cái đó chắc phải nha. Cái đó chắc phải gọi quý Mạnh Thường Quân. Nhưng mà cứ đến xã Xuân Trường của mình. Rất cảm ơn các chị các em đã giúp đỡ nhà anh Sơn. Với lại cái này chắc cũng phải nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ thêm cho ảnh. Dạ. Đã có danh sách để mà hỗ trợ cái hỗ trợ vì thiệt hại hoàn toàn đấy. Trên địa phương đúng rồi, lập danh sách và cũng đề nghị cấp trên hỗ trợ để làm cái nhà mới cho chị Huyền Trang. Đó tụi em ba đứa mình. Dạ cũng được. Cùng chung tay. Dạ rồi. Trời ơi. Em cũng vừa mà. Dạ đứng đây Quân. Rồi. Đang vô em. Dạ đứng cái này cho. Rồi. Em lên đi. Đây là anh đứng đi anh. Dạ anh đứng em đây được đi. Dạ. Dạ, cái này là số tiền của các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, của kênh YouTube Khương Dừa, cũng như là của gia đình, bạn bè của chị nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, các khán giả kênh chị Thùy Kim Khiết, chị Dung Nhan Nhung Dẻ và các đệ tử khác ở mọi nơi luôn đã gom góp gửi số tiền. Hôm nay tụi em xin trích ra 40 triệu để xin hỗ trợ với anh Đức để mình có thể xây và sửa nhà lại. Dạ, tụi em xin gửi anh ạ. Rất cảm ơn chị và cảm ơn tất cả mọi người. Cái này là gia đình cũng là rất cảm ơn rất nhiều. Em biết là số tiền này cũng không có đủ đâu hết trơn á. Dạ, cũng không đủ để anh xây nhà lại. Nhưng mà hy vọng là một chút phần đóng góp nho nhỏ này có thể hỗ trợ xoa dịu phần nào nỗi khó khăn của anh trong lúc này. Dạ. Cũng xin chúc anh là thời gian sắp tới mọi việc mình sẽ thuận lợi hơn, công việc cũng tốt đẹp hơn, rồi gia đình có nhiều sức khỏe hơn để mình có thể gây dựng lại từ đầu. Cảm ơn chị. Rồi chị vẫn những lời chúc tốt đẹp nhất thì Thùy Kim Khiết đã thay mặt cái team Hương Dừa của tụi chị gửi đến em rồi. Nhưng mà chị thêm chút một câu nữa là lần tới cái nhóm của chị sẽ trở về Cao Bằng trong cái niềm vui hân hoan là chúng ta đi du lịch, đi tham quan, chứ không phải là đi cứu trợ thiên tai bão lụt nữa. Dạ. Thì được ghé đến ngôi nhà của em, nhà mới, sẽ được thấy một ngôi nhà mới của em, và lại được thấy cái quang cảnh thật là đẹp và nên thơ. Nơi đây cũng là một cái trung tâm du lịch của xã Xuân Trường về ruộng lúa, và chúng ta muốn tìm hiểu thêm về những cánh đồng lúa chân chất mộc mạc của dân miền núi, thì xã Xuân Trường là một cái tâm điểm mà để chúng ta cần quan tâm, cũng như là cùng vun đắp để mà nơi đây trở lại một cái quan cảnh thật là đẹp, và hứa hẹn là một nơi du lịch của Cao Bằng, Bảo Lạc, Xuân Trường của chúng ta. Em nghĩ rồi, chắc là sẽ rất là đẹp. Nhớ tổ chức lại nguyên cái trại chăn nuôi cho chị nghe. Vâng. Cái này là em cũng phải cố gắng khắc phục thôi. Vâng. Là cái nghề chính của em là cũng chỉ là chăn nuôi thôi, còn nghề khác là bây giờ cũng có tuổi tác rồi thì cũng không đi làm ăn san được nữa. Dạ, tụi em cũng xin cảm ơn hai anh bên địa phương đã rất là hỗ trợ tụi em và dẫn tụi em vô đến tận nhà luôn. Dạ, rồi không có ngại thời gian, và mặc dù là tụi em đi sáng sớm đó, có khi là trước khi cả giờ làm việc của hai anh nữa, nhưng mà hai anh rất là hỗ trợ dẫn tụi em. Cái đấy thì nhiệm vụ của địa phương. Thay mặt lãnh đạo địa phương cảm ơn chị cùng đoàn đã đem những phần quà quý báu về cho ủng hộ và động viên gia đình anh Sơn. Thì cũng bên chính quyền địa phương cũng sẽ cố gắng giúp đỡ gia đình anh Sơn thì cũng ổn định lại cuộc sống của sau này. Cố gắng để giúp đỡ gia đình anh Sơn để xây dựng lại nhà và trang trại để ổn định cuộc sống. Cảm ơn chị cùng đoàn rất nhiều đã đem những quà, món quà quý báu địa phương của chị. Và chúc chị cùng các em đi những cái làm cái công tác từ thiện thành công tốt đẹp, và đi trên các đèo đường thương lộ bình an. Em cảm ơn các chị. Dạ, quý bà con thân mến, Thùy Kim Khiết, chị Ngọc Quyền cùng tất cả các anh chị em xin chào tạm biệt bà con cô bác đã theo dõi hết clip ạ. Xin chào, hẹn gặp lại, cảm ơn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại, cảm ơn sự theo dõi của quý bà con cô bác nha. Hãy tiếp tục yêu thương, chia sẻ. Dạ, chị Tố Hình ạ. Khi xem video, nếu cảm thấy yêu thích, bà con cô bác vui lòng đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Các bước đăng ký rất đơn giản như sau. Đầu tiên bấm vào biểu tượng kênh có hình Thùy Kim Khiết đang đội nón lá. Khi thấy có bảng đăng ký hiện lên, vui lòng bấm vào chữ đăng ký. Khi hiện lên đã đăng ký là xong. Tiếp theo đó sẽ bấm vào biểu tượng hình cái chuông. Bước cuối cùng bấm vào chữ tất cả. Như vậy là đã xong. Cảm ơn bà con cô bác đã quan tâm và ủng hộ kênh Thùy Kim Khiết. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.